Về với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến. Trong lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến. Là bên
Giờ đây chúng con xin Chúa thái thương làm phép những chiếc khăn tang này, mà những người con cháu của linh hồn người quá cố đây sẽ mang trên đầu làm dấu hiệu đạo hiếu thảo và thương nhớ đến người quá cố. Xin cho những người thân yêu của người quá cố đây khi mang những chiếc khăn tang này được kiên trì trong lời kinh nguyện cho người quá cố và biết yêu thương đủ mọc lẫn nhau trong tình đại gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin trân trọng người đại diện cho gia tộc lên chủ trương kiểm phát này. Kính thưa cha xứ kính mến, thưa các cụ ông các bà các bạn thầy và thân Chúa, hôm nay Chúa đã gọi ông đi tận thân linh của gia đình chúng con về với Chúa. Trước khi tâm niệm, ông chỉ sẽ làm việc phát tang. Đến giờ phát tang đọc các gia đình, người ta sẽ khẩn trương nên nhận ngay và ra trước di ảnh của ông và phải một phái cháu đó vào đây. Sau đây giờ bắt tay bắt đầu. Gia đình con Long nhận tay. Gia đình con Hỏi. Gia đình con Huyền nên nhận tay. Gia đình Bắc Vững nhận tang. Gia đình Cộng Sơn nên nhận tang. Gia đình Cô Nới nên nhận tang. Gia đình Tân Nên nên nhận gia đình chúng này bắt giới nên nhận tang. Gia đình Cầu Kiều cùng người Kim nhận tang. Gia đình chú Dũng Tuyến nên nhận tang. Tuyến Độc. Gia đình Bắc Tiện nên nhận tang. Gia đình Bà Ngọc Hải Phòng nên nhận ta. Gia đình chú gì Dầu Phượng nên nhận ta. Tiếp theo gia đình ông Sắc cùng con cháu nên nhận ta. Gia đình chú Cho nên nhận ta. Gia đình Cô Nghiêm nên nhận tang. Gia đình Chu Dinh nên nhận tang. Chú Tổng Thông Coi nên nhận tang. Cháu Cụ Tiến, Cụ Thắng tới nên nhận tang. Gia đình Bắc Vương cùng con cháu Hoàng Hoài trên nhận tang. Bà Đào An Hà nhận tang. Đại gia đình con cháu ông Thanh nên nhận tang. Gia đình cô Quyên Hiệp Hòa nên nhận tang. Gia đình ông Nguyễn Văn Công nên nhận tang. Gia đình Bất Tin nên nhận tang. Gia đình chú Tiêm nên nhận tang. Gia đình Bất Nhắc nên nhận tang. Gia đình chú Hải Thương Thị nên nhận tang. Gia đình Châu Ước Hải Phòng nên nhận tang. Gia đình chú Quỷ nhận tang.
bác Hoa cùng con cháu lên nhận tang. Gia đình chú Điện lên nhận tang. Gia đình Vương Khanh Thái Bình lên nhận tang. Gia đình chú Điện lên nhận tang. Cô Quyên Hiệp Hòa lên nhận tang. Gia đình bác Huy An Hòa lên nhận tang. Gia đình bác Linh lên nhận tang. Gia đình chú Đoàn, Xuân Thị, chú Đan lên nhận tang. Con cháu ông Dũng lên nhận tang. Các em con bà Huế lên nhận tang. Gia đình chú Phật Nga nhận tang. Gia đình bác Hoa nhận tang. Các cô Minh Bị Huế lên nhận tang. Hội tổng Tông Lừng Nhân Hòa lên nhận tang. Gia đình cô Chỉnh lên nhận tang. Cháu Dung Hải Phòng lên nhận tang. Gia đình bác Tên Bạn Hòa lên nhận tang. Gia đình Bất Êm Vạn Hoạch cùng con cháu nhận ta. Gia đình Bất Êm Vạn Hoạch cùng con cháu nhận ta. Gia đình Cô Toan Đất Giáo nhận ta. Gia đình Tư Trinh nhận ta. Ông Hà Già Tứ nhận ta. Gia đình Bất Thẩm nhận tang. Gia đình cô Loan ấp giáo nhận tang. Gia đình cô Thủy Pha nên nhận tang. Chú Trinh nên nhận tang. Thông báo còn một số gia đình chưa đến nhận tang thì hiện nay số tang vẫn còn ở đây và hai nữa là nếu mà thiếu thì thông báo để ban tổ chức gia đình sẽ phát lại. Giờ đây chúng ta cùng ý cầu nguyện cho người quá cô, xin Chúa cho linh hồn Vicente Nguyễn Văn Đi của chúng ta đây được biệt mọi người đi vào thánh chết. Mời nhìn được nhiều quan chúng ta ký thác người con cái của Chúa đây trong bản thân nhân lành. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đón nhận lời cầu cần chân thành và Chúa biết cả những điều chúng con lập mong ước. Chúng con cầu xin Chúa thương đến người quá cố của chúng con đây mới lìa bỏ thế gian. Ước gì linh hồn Vicente của chúng con được sống bên Chúa, được vui mừng hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài chúng thương Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình, vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Kitô đã chết và sống lại là để ta
tòa án của Đức Kitô, mời bỏ lời thế, Chúa Phán. Ta lấy sự sống ta là đề làm, mọi đồ lỗi sẽ phản vì lấy ta, và mọi điều lưỡi sẽ phải theo Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả giá càng về chính mình với tôi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng làm cho Đức Giêsu Kitô con Chúa từ cõi chết sống lại, ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như người đã qua đời. Xin cầu toàn năng chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người quá cố là linh hồn Vicente chưa nhờ phép rửa tội đã tiếp nhận bầu sống với Chúa với các thánh trên chốn đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Vicente đã đón nước mình máu thánh Chúa Kitô được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Vicente đã sai phạm vì sự mỏng giòn của loài người, để người tín hữu này được xứng đáng hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa đến muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em chúng ta đang chôn bỏ nơi đây trong niềm tin được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nương Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Dòng đây bảo vệ kinh Đức Giêsu Kitô dạy chúng ta cùng các ưng lập kinh đó để cầu nguyện cho tôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thưa anh chị em, thi hài của linh hồn Vicente của chúng ta đây đã nằm bất động. Giờ nơi với nghi thức làm phép, chúng ta ký thác thân xác này trong bàn tay nhân lành của Chúa, để xin Chúa cho thi hài này được gìn giữ trong khi chờ đợi phục sinh trong Chúa Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương bánh liệt khi cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu huỳnh đập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cày vào lòng nhân từ và quyền năng Chúa, mà xin cho linh hồn quá cố của chúng con đây được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, đấng đã chiến thắng sự chết, và cho linh hồn Vicente được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, khi thắt thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã ban phúc cho tất cả. Khi nhờ lời nhập thể, Chúa còn thánh hóa cách lạ lùng hơn. Cúi xin Chúa thương, chúc phúc cho chiếc áo khoan này.
để trở nên nhà tàng cho linh hồn quá cố của chúng con đây, trong khi chờ đợi quan tâm hy hoàng của Đức Kitô đấng ngự đến bên những Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến bệnh nào, đời người xem tựa rất chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào, cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách giọng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa cha ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời, ngót trăm năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao vui. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nếm ảnh thờ. Kể hết sao đây lời thống thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha của chúng con là một người hiền dịu và đôn hậu, dáng vóc cha mới đẹp làm sao. Một chặng đường dài biết bao tình ca thế kỷ đã để lại cho con cháu một niềm tự hào cao như núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn của mẹ. Cha thiêng liêng quá, các con về bên cha, các cháu về bên ông, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con các cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, cha có nhớ không, trong suốt chặng đường dài cha đã đi qua, chất chồng những vui buồn trăn trở, cha vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè. Có cơm có áo hôm nay, đừng quên đau khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa sa, hai xương một nắng cha đà thấm sâu. Nghi thức đồng quan nhắc nhở rằng ông Vicente đã rời ngôi nhà Trần Can về ngôi nhà đời đời, đã lìa bỏ thân nhân gia đình về với ba ngôi Thiên Chúa, và trong lời cầu nguyện theo nghi thức Giê-xu đã dạy, chúng ta cùng suy niệm từ di tích Chúa. Chúa chọn không theo thế gian mà chọn bước theo Chúa và sống cho Chúa, thì bên trên đời ta lúc vui lúc buồn, lúc giàu hay nghèo, lúc rủi ro hay may có điều gì, con mắt yêu thương của Thiên Chúa là cha, và bất kỳ ở đâu, bất cứ làm việc gì, bất kỳ đi đâu, ta vẫn ở trong Chúa. Chúng ta có thể biến mọi việc, mọi chỗ thành việc, thành chỗ, thánh hóa mình và tỏ ra mình là con cha.
Giữa đời sống trần gian, ta đã hóa mình giữa những bổn phận trong gia đình, ta tỏ ra mình là con cha. Ông Vicente đã làm con cha ngay từ đời sống làm cha ở đây. Ông đã dùng chính đời sống này, chính những việc làm trong căn nhà này để yêu mến phụng thờ Chúa. Ông Vicente đã trung thành với Chúa, đã sống chết cho đức tin mình ở căn nhà này, chính mảnh đất này cũng như những nơi ở trước đó. Hôm nay ông được khiêng ra khỏi nhà, xét theo bề ngoài ông sắp ra đi, không còn trở lại. Nhưng đây không phải là cuộc ra đi để mà mất mát, bị tiêu tan. Đây là cuộc ra đi để đến với Chúa mà ông đã tận tình yêu mến phụng thờ Chúa suốt đời. Đây là cuộc ra đi để vào hạnh phúc và vào sự sống. Ra đi để gặp mọi người thân yêu đã về với Chúa trước mình để vĩnh viễn ở trên Chúa. Cuộc ra đi này không phải là cuộc ra đi để xa ta, mà để gần ta hơn. Và khi ở bên Chúa sẽ cầu nguyện các lực cho tan ra hơn. Và vì đời nhờ chết một cách đạo đức, trung thành trong đức tin, ông Vicente để lại cho tan ra một gương sống sáng chói hơn. Bây giờ ông tạm biệt thân nhân bà con, tạm biệt xóm giềng, tạm biệt thuộc đoàn khu giáo họ. Mọi người cũng tạm biệt ông Vicente. Nhưng tất cả chúng ta tin chắc rằng sẽ có ngày gặp nhau trên quê trời, trong tình thương của cha thiên trời, trong hân hoan, trong hạnh phúc không bao giờ chấm dứt. Lạy ơn nước Chúa Giêsu, Chúa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, phục trị thương sự thương hóa cho các linh hồn thiên hạ được. Thì này chúng con xin Chúa rất nhân lành vô cùng, đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn tâm nơi nhỏ dành tổ ôi thì xin mở cửa tu ra tay cho ra mà nhận đến chốn gần mọi sự vui thật vì nước Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Chúng con trong cải sắp hai chân mẹ chưa trời, xin chưa chê cho ba lời chúng con nguyện trong ơn gian nan, Chúa tôi nâng đỡ đồng chiên nhận vinh thang nan. Nhân nhân cha và con và thánh thần, Amen. Xin cảm ơn cha chắt chiu nhiều cay đắng để có ngày nay chúng con được nhiều cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn vì thấy cha tóc đã bạc, chân đã chậm. Cha ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con cha đã vất vả tảo tần chắt chiu từng hạt gạo ngọn rau để nuôi nấng chúng con khôn lớn. Cảm ơn cha đã cho chúng con thật sự thành người. Cha ơi, mỗi năm một tuổi qua đi, mái đầu trắng tuyết bước đi lưng còng. Cha ơi, con tạc trong lòng gian truân vất vả cha không xá gì. Cha ơi, cuộc đời cha hai vai gánh nặng gió sương và thời gian như đã cướp đi da thịt của cha. Phải chăng cả bao nỗi gian nan vất vả của đời cha đã được khơi lại kết thành chuỗi cường để đến ngày hôm nay chúng con được lần lại từng hạt mới thấy hết giá trị đích thực. Cha ơi, ngày nào tóc cha còn xanh, xanh như núi cỏ, như nhành hoa tiên, mà nay đã bạc tơ rồi, đôi mắt cha cười rạng rỡ lòng con. Trong khó khăn gian khổ của cuộc đời mình, cha đã từng dạy chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao nguồn sức mạnh
để vươn lên mọi vất vả của đời thường. Trái tim và khối óc của cha đã dành cho chúng con, để hôm nay khi nhìn lại, chúng con mới thấy hết thật sự mất đi một phần lớn của đời mình. Các cụ xưa thường bảo, cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của cha không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, chúng con quỳ bên cha, muốn bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn với cha đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho con cháu xanh, tóc bạc đi để lo lắng cho các cháu, các con của bốn phương trời góc biển. Cha vất vả cuộc đời, hiểu như thế, biết như vậy, và chúng con là người, nên hôm nay đây, quỳ bên cha, chúng con cầu mong sự tha thứ của cha cho những đứa con vì cuộc sống xa hoa không được nâng giấc cha. Chúng con hứa với cha, dưới mái nhà này đây, khi không còn cha, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước nguyện của cha và không để người đời chê trách. Đời cha đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả để nuôi dạy chúng con, những mong cuộc sống chúng con đẹp thêm như hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây, nhớ lại xem về bản thân mình, chúng con thấy còn nhiều điều sai sót. Được nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp, đây là một việc làm mà chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Thật xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với cha kịp thời, khi cha đang cần tấm lòng trời biển của cha. Hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con những lỗi lầm kia cha nhé. Cha ơi, chúng con hứa với cha rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của cha, và cha vẫn là người cha bất tử của chúng con. Cuộc đời cha thấm gió sương để mãi mãi đậm hương vị ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời. Yeah.
sao cho thời. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm gió lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Rách sao cho thương những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Nước nhớ người
ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Chốn quê xa
chẳng buồn rơi mà nước mắt như tuôn trào, con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng già đau. Dù rằng núi cao có mòn viền có dơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết. Chia buồn
cúng dường bố con xin phép thay mặt gia đình con cảm ơn chính quyền các ban ngành toàn thể cùng các cụ các ông các bà bạn bè người xa đã đến tham dự buổi lễ tiễn biệt để đưa bố con về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong gian nan bối rối còn nhiều điều thiếu sót, gia đình chúng con mong được mọi người nhận thứ. Sau khi tiễn đưa bố con về nơi an nghỉ cuối cùng, con xin được mời các cụ các ông các bà cô dì chú bác cùng bạn bè thân hữu gần xa trở về gia đình chúng con ăn bữa cơm chia buồn với gia đình chúng con để gia đình chúng con được cảm ơn. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và các thành Jerusalem kéo đến với ông. Họ tú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông làm cà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và bẩn âm gần. Ông rao giảng rằng, có đứng người thế ơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần. Đó là lời Chúa. Được vào phường sáng đang hạnh phúc, nơi thiên đàng, Chúa đã đặt sẵn cho con cái Chúa. Tuy nhiên, cuộc sống tại trần gian đôi khi đã đạt cho con người chúng ta đánh mất những cơ hội và những điều kiện để đủ điều kiện vào nước Thiên Chúa. Như tội lỗi bon chen giữa đời và nhiều khi những lầm lỡ do thiếu bác ái trong đời sống của mình. Để khắc phục tình trạng ấy, Thiên Chúa đã chuẩn bị những kế hoạch khác nhau qua việc mời gọi con người chúng ta hoàn thiện con người của mình. Tin mừng hôm nay đó là một trong những phương thế Thiên Chúa dùng để lôi kéo con người trở về đèo chính đường ngay. Khi con người vẫn ngủ quên trong tội lỗi, khi con người chưa chú trọng đến đời sau của mình, và khi con người quên mất mình đang sống trong sự tội, thì Thiên Chúa đã sai một sứ giả đến, đó chính là Thánh Gioan Tiền Hô. Người này đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy sửa con đường lòng mình cho ngay thẳng để Đức Chúa đi. Vì thế, khi đời sống của con người chúng ta đứng trước biết bao nhiêu lo lắng và ngã rẽ của cuộc đời, Giáo hội luôn luôn dùng lời Chúa để qua đó mời gọi con người nhìn lại bản thân mình. Giáo hội cũng dùng lời Chúa để làm sao con người có dây những thổi tâm trong đời sống. Qua đó, nhìn lại, mình đã đối xử với Chúa, với anh chị em, với những người thân yêu trong gia đình như thế nào. Giáo hội cũng dùng lời Chúa để qua đó nhắc nhở con người chúng ta về chuyến ra đi cuối cùng của cuộc đời con người. Vì vậy là một người tín hữu đã nhận phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Người quá cố linh hồn Vicente Nguyễn Văn Ly của chúng ta đây đã từng được nghe lời Chúa, lời mời gọi của giáo hội và được mời gọi đến với các bí tích Đức Kitô đã thiết lập. Chính nhờ lời Chúa gặp gỡ trong thánh lễ, ông đã được đón nhận chính Chúa Kitô. Trong thánh lễ, ông cũng được mời gọi để thực thi bác ái trong đời sống của mình. Và giáo hội cũng nhiều lần mời gọi ông cũng như biết bao nhiêu người tín hữu đến với bí tích hòa giải
để qua đó làm hòa với Chúa và với anh chị em, để trong một chuyến ra đi cuối cùng được thanh thản và bình an. Vì thế, thường thì con người chúng ta có biết bao nhiêu lo lắng ở đời. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng bất kỳ một người nào trong thời gian lâm bệnh nếu già, dường như sẽ có nhiều thời gian hơn để suy gẫm về sự đời và nhìn lại đời sống của mình. Một thời gian trên giường bệnh như thế, với việc lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân, đón nhận mình máu chứng Chúa Kitô, chắc chắn cũng sẽ làm cho ông cần phải có hành trang chuẩn bị trong chuyến đi cuối cùng của mình, khi từ biệt người thân, từ biệt mọi người để đi vào cõi chết. Dẫu vẫn biết rằng Chúa là cha nhân hậu, là cha quan dung và đầy bác ái, chúng ta hy vọng rất nhiều cho linh hồn Vicente của chúng ta đây, để khi đến trước quả Chúa, nhờ những gì giáo hội đã chuẩn bị cho ông, giáo hội đã mời gọi ông và chính ông cũng tham dự vào, chắc là cho ông đón nhận. Bởi Thiên Chúa vào nước của người và cũng đón nhận phân tha thứ cách riêng của Thiên Chúa dành cho ông. Amen. Con xin cha xứ cùng cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho bố con, để bố con sớm về hưởng nhan thánh Chúa. Con xin chiên cha xứ, khi bố con hấp hối trên giường bệnh, cha đã ban phép bí tích cho bố con cùng động viên gia đình chúng con. Nay bố con được Chúa gọi về, cha đã không còn khó khăn thu xếp mọi việc về dâng lễ cầu nguyện cho bố con. Đây là một sự động viên của cha với gia đình chúng con, để chúng con mất đi phần nào nỗi nhớ thương của thượng. Con xin kính chúc cha luôn mạnh khỏe, xin Thiên Chúa tràn đầy lòng ơn xuống nơi cha. Con xin cảm ơn ban hành giáo cùng các đoàn họ nhà đã không quản khó khăn lo liệu phục vụ thánh lễ hôm nay. Con xin cảm ơn đội kim nhạc xứ Minh Đức
đội trống do họ nhà đã nhiệt tình vất vả phục vụ lễ an táng hôm nay. Con xin cảm ơn quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể anh chị em đã tham dự thánh lễ cùng cầu nguyện cho bố con hôm nay. Xin Thiên Chúa trả công bồi hộ cho quý vị. Trong lúc tang giang bối rối còn nhiều thiếu sót, con xin Cha cùng cộng đoàn lượng thứ. Sau khi tiễn đưa bố con về nơi an nghỉ cuối cùng, con xin được mời Cha xứ cùng quý cụ, quý ông, quý bà và toàn thể cộng đoàn về gia đình con, chung bữa cơm chia buồn cùng với gia đình để gia đình anh em chúng con được lời cảm ơn. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hơn lên người Cha muôn vàn kính yêu của chúng con. Cha ơi, trong lòng con núi Thái Sơn, dáng hình cao ngất gió vờn mây bay. Núi cao thêm mỗi tháng ngày, dài theo tâm tưởng đắp dày công Cha. Như cây trụ cột trong nhà, ngày con thơ bé, Cha là vĩ nhân. Tham công, tiếc việc chuyên cần, nhỏ to phân giải mỗi lần bên con. Đời Cha cũng thủa đôi mươi, mộng mơ trao gửi nụ cười tình yêu. Thả hồn theo những cánh diều, giấu trên nhàn nhịt bao nhiêu núm cày. Cuối đời tay vẫn trắng tay, vết chai dày cộm chưa đầy bát cơm. Đêm đông trở giấc ổ rơm, vẫn đem nó ấm thảo thơm cho đời. Thank you.
cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể gió hoang vu thổi buốt xuân thì ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì hỡi cha ơi, khi tuổi thơ chúng con có một thời hạnh phúc, được gọi cha ơi khi đói khát chán trường, nằm sung sướng khi thấy cha mỉm cười trước mặt, được vỗ về, được ôm ấp yêu thương. Nhà mình nghèo, cha sợ con lạnh nên thức hoài dù giấc ngủ thâu đêm. Con trở giấc, cha vội vàng nín quýnh, ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên. Con lớn khôn dần xa vòng tay cha, cha hỡi, cha mỉm cười nghiêng theo bóng đời con. Khi vấp ngã, cha gọi con ơi, con thật khẽ, nâng lên rồi hỏi có đau không. Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống, hạt mưa xa đâu chảy ngược về nguồn. Trong cuộc đời đã bao lần cha vấp ngã, có bao giờ chúng con hỏi cha ơi,
cha có đau không ạ? Chúng con chỉ mong cha mãi là cha thôi, mong được thấy cha đứng, cha ngồi, để nói yêu cha đời đời được không? Hỡi cha ơi, chúng con xin cảm ơn cha đã ban cho chúng con cuộc sống. Tình yêu thương như biển rộng bao la, ban cho con hồn trí lẫn thịt da, mà trọn kiếp một đời con nhớ mãi. Nâng niu con từ thuở còn thơ dại, hy sinh nhiều cha chẳng ngại gian nan. Cha yêu ơi, lòng thương nhớ ngập tràn, tiễn đưa cha chúng con hai hàng lệ rơi. Cầu trời Phật xót thương và hộ độ, cha kính yêu được thường lộ bình an. Hồn cha thiêng được thanh thản an nhàn, quỳ nại cha giữa muôn vàn đau xót. Còn nhớ cha những lời ru dịu ngọt, những lời khuyên như mật rót vào lòng. Những tháng ngày sung sướng lẫn đong đong, chúng con được hạnh phúc mỉm cười trong vòng tay cha. Cha hỡi, nơi mộc mạc từ tấm lòng con trẻ, nguyện dâng lên kính tặng cha yêu thương. Và từ nay trên vạn đèo đường trường, cha vẫn mãi người soi đường chỉ lối. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi. Gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi,
con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đang yên muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời. Có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn. Có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn. Có dòng lệ thấm xuống hồn con.